Mình chào Du Nguyễn, kính chào Tịnh Như, kính chào Diễm Nguyễn. Chào sa thủ Lanh Thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ. Tôn Đức Thái giờ ông ngoại trang thành kính đảnh lễ của thỉnh đại đăng đàn để tiên phong ôn bài pháp cú kinh số 102 và sa thủ là A Dạ, con cung kính đảnh lễ ân đức Ba Ngôi Tam Bảo cao thượng. Con cung kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Sư thân chào tất cả quý cô tu nữ, thân chào tất cả quý Phật tử. Dạ, con xin được phép ngâm câu kệ số 102 ạ. Yoche gatha satang phao se anatha pa di sang hi tăng ekang tham mang parang se yo yang su toa upasamati. Yoche gatha satang phase anatha pa da sang hi tăng ekang tham ma parang se yo yang su toa upasamati. Yoche gatha satang phase anatha pa da sang hi tăng ekang tham ma parang se yo yang su toa upasamati. Dầu trăm câu kệ nhưng không gì lợi ích tốt hơn một câu pháp nghe xong được tịnh lạc. Bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Một lần nữa con kính đảnh lễ chư Đại Đức Tăng và xin xin nhường mic này cho đúng. Sa thú lành thai kính tri ân đại đức tuệ nhẫn. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, dạng đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư Tôn Đức trong đạo tràng, kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Nhẫn, cô tu nữ Thammachari. Con kính chào đạo tràng, kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin kính đọc câu pháp cú số 102. Vô chê ga tha sa tăng pha xê Anattha pa da sang hi ta e căng tham ma pa đăng say vô văn su toa u ba sam ma ti vô chê ga tha sa tăng pha se Anattha pa da sang hi ta e căng tham ma pa đăng say vô văn su tòa u ba sam ma ti vô chê ga tha sa tăng pha se anattha pa da sang hi ta e căng tham ma pa đăng say vô văn su tòa u ba sam ma ti. Dầu nói trăm câu kệ nhưng không gì lợi ích tốt hơn một câu pháp nghe xong được tịnh lạc. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Vô chê ga tha sa tăng pha xê anattha pa da sang hi ta ê căng tham ma pa đăng say vô văn su toa u ba sam ma ti. Trăm câu đọc tụng ích gì, máy móc nhái lại khác chi dẹp nhộng. Một lời Phật Pháp Chánh Tông nghe xong tịnh lạc rú dòng bất lai. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời chị Trần Đạo. Dạ, cảm ơn chị Hạnh Đông. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Nhẫn cùng chư Tôn Đức Tăng, kính lễ cô tu nữ Tham Ma Cha Lý, kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Cảm ơn chị Đạo Đông chị cho biết tín hiệu nghe rõ.
con xin kể câu kinh pháp cú số 102 ạ. Yo che ya tha sa thang ba se anatha ba da sang hitta e kang tham ma ba đăng se yo yang su to o tham ma ti yo che ya tha sa thang ba se anatha ba da sang hitta ê căng tham ma bà đăng xê yô giang su toa ô và sâm ma tì. Dầu nói trăm câu kệ nhưng không gì lợi ích tốt hơn một câu pháp nghe xong được tịnh lạc, đó là phổ thơ của hòa thượng Thích Minh Châu. Dô chê ga tha xà thăng ba xê anatha ba đà sang hi ta ê căng tham ma bà đăng xê vô giang su to ô bà sâm ma ti. Trăm câu đọc tụng ít gì máy móc nhái lại khác chi vẹt nhồng, một lời Phật pháp chánh tâm nghe xong tịnh lạc trú dòng bất lai, đó là phổ thơ của thượng tọa giới đức. Dạ con đã kể xong, con xin gửi mít lại cho đạo tràng. Dạ con sư mai nam mô bút tha dạ nam mô tham ma dạ nam mô sang ca dạ con kính lễ chư tôn đức, con kính lễ chư quý bà quý cô tu nữ và sư mai kính chào chư quý cận sự. Con xin đọc pháp cú 102. Yo che ga tha sát tăng la ze anatha ba đăng sít toa e quan e căn tham ma ba đăng se yo văn sút toa u ba tam u ba san mát tí. Yo che ga tha sát tăng la ze anabatha đa sang hít toa e căn tham ma đa sang tham ma ba đăng say yo sang văn sút toa u ba sang mát tí. Yo che ga tha sát tăng la ze anatha ba đăng anatha đa bằng sang hít toa e căn tham ma ba đăng say yo văn sút toa u ba sam mát tí. Yo che ga tha sa tăng la se anatha ba đa sam hít toa e căn tham ma ba đăng se yo văn sút toa u ba sam mát tí. Yo che ga tha sa tăng la se anatha ba đa sam hít toa ê căn tham ma bà đăng thấy vô giang suốt toa u và sáng mát ti. Dầu nói trăm câu nhưng không gì lợi ích tốt hơn một câu pháp nghe xong được tịnh lạc. Bản chuyển ngữ hòa thượng Minh Châu. Trăm câu đọc tụng ít gì mãi móc nhái lại khác chi vẹt nhồng, một lời Phật pháp chánh tâm nghe xong tịnh lạc trú dòng bất lai. Và bản phổ thơ hòa thượng giới đức. Dạ kính mời Ái Minh. Dạ kính mời huynh Quách Ta Ná nha. Dạ sa thứ sa thứ lành thay, nam mô Bụt Thà Giá, nam mô Thầm Mà Giá, nam mô Tăng Khà Giá. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, kính đảnh lễ ân đức giáo pháp, kính đảnh lễ ân đức chư tăng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đệ đức Tuệ Nhẫn, cô tu nữ Thanh Mai Cherry và Ái Minh kính chào quý anh chị. Con xin phép được trả bài câu pháp cú số 102. Yo che ga tha sa tăng pa se anatha pa da tăng hi ta e căng thâm ma ba đăng xê dô văn sút to u ba sam ma tí. Dô chê ga tha sa tăng pa xê anatha ba đa tăng hi ta e căng thâm ma ba đăng xê dô văn sút to u ba sam ma tí. Dô chê ga tha sa tăng pa xê anatha ba đa tăng hi ta ê căn tham ma bà đăng say vô
Giang sư tâu ba tâm ma tì, dầu nói trăm câu kệ nhưng không gì lợi ích tốt hơn một câu pháp nghe xong được tịnh lạc. Bản dịch của hòa thượng Minh Châu. Giờ chi ga tha sa tăng pha sê a na tha ba đa tăng hi ta e căng tham ma ba đăng say dù dằng sư tô ba sầm ma tì vô chê ga tha sa tăng pha sê a na tha ba đa tăng hi ta e căng tham ma ba đăng say dù dằng sư tô u ba sầm ma tì. Trăm câu đọc tụng ít gì, máy móc nhái lại khác chi vẹt nhồng. Một lời Phật Pháp chánh tông, nghe xong tịnh lạc trú dòng bất lai. Phổ thư của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, kính mời Vinh Pháp Tha Ná ạ. Sa thu sa tu sít ai mình. Nam mô Phật Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Kha Giá, kính lễ ba ngôi tam bảo Đức Phật giáo Pháp và chư Tăng. Kính đại lễ đại đức minh hành, kính chào cô tu nữ Thammachari cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Dạ, con xin được kể kinh pháp cú số 102. Yo che ga tha sa tang pha ye anatha ra sang hita e kang thamma padang sayo yang sutwa upasammati. Yo che ga tha sa tang pha se anatha pada sang hita e kang thamma padang sayo yang sutwa upasammati. Yo che ga tha sa tang pha se anatha pada sang hita e kang thamma padang sayo yang sutwa upasammati. Dầu nói trăm câu kệ nhưng không gì lợi ích tốt hơn một câu pháp nghe xong được tỉnh lạc. Bản dịch của ngài Minh Châu. Trăm câu đọc tụng ích gì, máy móc nhái lại khác chi vẹt nhồng. Một lời pháp chánh tông nghe xong tỉnh lạc trú dòng bất lai. Bản phổ thơ của ngài Giới Đức. Và Nam mô Phật Tha Giá, còn xin được xuống ít. Kính mời cô tu nữ Thammachari Siddha Nhật Huỳnh là tâm pháp vừa là rung lại. Dạ, con xin được xuống mic. Kính mời Siddha Nhật Huỳnh. Dạ, sa thủ kính cảm ơn Vinh Quát Thanh Á. Dạ, cảm ơn Siddha Rang Đông cho Nhật Huỳnh biết được tín hiệu. Dạ, cảm ơn Vinh Quát Thanh Á. Nam mô Bụt Tha Giá. Và một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức Nhật Huỳnh kính chào đạo tràng. Và cô tu nữ Thammachari có cầm mic được không cô? Có cầm mic được thì cho Nhật Huỳnh một tín hiệu để Nhật Huỳnh nhường mic à. Dung Nguyễn cầm mic được không? Dung Nguyễn ơi, Dung Nguyễn có cầm mic được không? Có. Thôi xà thủ mời Dung Nguyễn nha. Dạ, con kính đảnh lễ với chị đại đức chư tăng. Con kính chào và các cô trong đạo tràng. Con xin trả bài câu kệ số 102. Yo che ga tha sa tam pha sa á tha bá á ná tha bá đá sang hít ta e cam tham má đá đang xây yo dành suốt tòa út bá sam má ti giờ xe ra thá xá tông pha xe át ná thá bá đá sang hít ta e căng thăm má bá đang xoay vô dành suốt tòa út bá sam má ti giờ chê ra thá xá tông bá xá xe a na thá bá đá sang hít ta ê căng tham ma ba đăng say yo yang su to u ba sam ma ti yo se ga tha sa tang pha se anatha ba ba sang ha hi ta
ekam thama ba dang say yo yam su ta o ba samma te. Do nói trong câu kệ nhưng không lợi ích gì tốt hơn một câu pháp nghe xong được tịch lạc. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chơ chê gá tha xá tăng pha xê áp ná khá bá đá sang hít ta ê căm tham má bá đăng sa yô dâm suốt to ước bá xăm má ti. Trong câu đọc tụng ít gì mấy mốt nhớ lại khác chi về nhồng. Một lời Phật Pháp chánh tông nghe xong tịnh lại trú dòng bất lai. Bản dịch của Thượng tọa Giác Giới. Và con lần đầu tiên đọc mic cho nên là con cũng rất là run và con đọc nó cũng không có được ấy. Kính xin quý sư và các cô chỉnh sửa cho con lần sau. Dạ con xin xuống mic ạ. Cha thủ sa thủ Dung Nguyễn. Dạ nắp mồ quá Nam Bích Tha Giá. Dạ một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Nhật Vinh kính chào đạo tràng. Giỏi quá đi thôi phải không rằng đâu. Giỏi hơn Nhật Vinh hồi xưa nhiều. Nhật Vinh hồi xưa mà cầm mic là đâu có được như vậy đâu. Trời ơi run muốn chết. Dạ Nam Mô Bích Tha Giá. Tâm Pháp ơi, Tâm Pháp có cầm mic được không? Tâm Pháp cho Nhật Vinh một tín hiệu. À, Tâm Pháp, Nhật Quỳnh thấy chạy ra chạy vào. Dạ con kia ân sư. Dạ chạy ra chạy vào có cầm mic được không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu. Dạ không thấy cầm mic, không thấy nhúc nhích. Cứ yên tâm đi đừng có lo. Nhật Quỳnh hồi xưa cầm mic còn khổ hơn nhiều. Bây giờ vậy là giỏi lắm rồi. Dạ thôi thì dạ, không có nhúc nhích thôi Nhật Quỳnh. Mời Tâm Pháp. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sáng Ca Giá. Con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng, con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Nhẫn, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Thamachari, con kính chào quý đạo hữu. Dạ con à, xin đọc câu kinh pháp cũ. Một trăm lẻ hai. Dạ thế con. Ồ, té rồi. Không biết còn còn nữa hả? Dạ con à, dạ cảm ơn Sức Nhật Quỳnh. Dạ con xin phép đọc, để con xài máy di động nên cái con nhìn trên màn hình chỉ được có mấy hàng thôi. Dạ con xin phép đọc. Yo che ga tha ga tăng ba si anat tha ba das. Cái chữ màu xanh này con đọc không có được. Anathabada Sanghita Ekang Thammapadang Sayo Yang Sutta Upasang Mati Yo Che Gatha Gatang Basi Anathabada Anathabada Sanghita Ê căng thầm má bá đăng xây dô dân suốt tò u bát sàng má tí. Giàu nói trong câu kệ nhưng không gì lợi ích tốt hơn một câu pháp nghe xong được tịnh lạc của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Trong câu đọc tụng ít gì máy móc nháy lát chi vẹt nhồng. Một lời Phật Pháp chánh tông nghe xong tịnh lạc trú dòng bất lai. Còn mắt con bị giờ bị cận thị rồi, cái chữ màu xanh xanh này nó chói mắt con đọc không có được. Vậy con có đọc sai con xin sám hối đạo tràng. Con cũng xa thứ xích gì mới lên đọc á. Xích an tâm đi nha, Tâm Pháp hồi xưa cũng run lắm, cầm mic không được đâu, đọc cũng không được.
Xích đọc như vậy là xa thú lắm rồi. Xa thú xích. Dạ con kính giải mít đại đạo tràng. Dạ sa thủ kính cảm ơn tâm pháp. Dạ cảm ơn sức đăng đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ con thành kính đảnh lễ thượng tọa thanh tâm vừa quan tâm vào đạo tràng. Dạ bạch sư, sư có cầm mít được không bạch sư? Sư có cầm mít được, sư cho con một tín hiệu để con dâng mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha. Dạ dạ sa thủ con kính dâng mít đến sư. Dạ cảm ơn cô. Trước hết sư xin kính lễ ba ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính lễ chư Tôn Đức Tăng, kính chào quý cô và tất cả quý Phật tử. Bây giờ sư xin đọc Kinh Pháp Cú 102. Yo che ga tha sa tăng pa se. Yo che ga tha sa tăng pa se. Anatta ba da sang hi ta. Anatta bada sanghita e kang dhamma padang sayo yang sutta apa sammati yang sutta apa sammati yo jegatha satang pase anatta bada sanghita e kang dhamma padang sayo yang sutta upa sammati yo che ga tha sa tăng pa se anatta ba da sang hita e kang dhamma ba dang sayo yang su toa apa sammati yo che ga tha sa tăng pa se anatta ba da sang hita e kang dhamma ba dang sayo yang su toa u ba sa mang ti. Dầu nói trăm câu kệ nhưng không gì lợi ích tốt hơn nói một câu pháp nghe xong được tịnh lạc. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch. Dầu nói trăm câu kệ nhưng không gì lợi ích tốt hơn một câu pháp nghe xong được tịnh lạc. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch. Dạ mô Phật. Sư xin gửi mít lại cho đạo tràng nha. Cảm ơn quý vị. Dạ sa thú sa thú. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa thanh tâm rất là nhiều. Dạ sư vừa vào đạo tràng thì con thỉnh thì sư lên điện rất là tri ân sư. Dạ cảm ơn răng đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ hôm nay là ngày giảng của đại đức Minh Mẫn mà Nhật Quỳnh chưa có thấy sư vào nên trước mắt con xin trả bài trước đi. Dạ chờ một chút coi sư có vào không, tại vì ở Việt Nam nay là 14 rằm, quý sư rất là bận những chùa dưới đất mà con cũng không nghe sư nói quán đổi cho vị nào nên con xin phép được ôn bài trước rồi chút xíu rồi tính. Dạ Nam Mô Bích Hà. Dạ con xin được trả bài pháp của kinh số 102. Vô chê ga tha sát tăng pha xê anát tháp bát đa sằng hi tà ê căng thăm mát bát đăng xây vô văn suốt tò ư bát sầm mát tích vô chê ga tha sát tăng pha xê anát tháp bát đa sằng hi tà ê căng thăm mát bát đăng xây vô văn suốt tò ư bát sầm mát tích vô chê ga tha sát tăng pha xê anát tháp bát đa sằng hi tà ê căng thăm mát bát đăng xây vô văn suốt tò ư bát sầm mát tích. Dạ cảm ơn cô. Dầu nói trăm câu kệ nhưng không gì lợi ích tốt hơn một câu pháp nghe xong được tịnh lạc. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu.
Yo che ga tha sa tăng pha se anathapa da sang hi ta e căng tham ma ba đăng say yo giang suốt ục ba giang suốt giang giang suốt chăng suốt ta u ba sam ma ti yo che ga tha sa tăng pha se anathapa da sang hi ta e chăng tham ma ba đăng say dở giảng suốt ta u ba sam ma ti. Trăm câu đọc tụng ít gì, máy móc ngay lại các chi vẹt nhầm. Một thời Phật pháp chánh tâm nghe xong tịnh, một lời Phật pháp chánh tâm nghe xong tịnh lạc, trụ dòng bất lai. Và đây là bản hộ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chi tôn đức, nhật mình kính cảm ơn đạo tràng. Con thấy đại đức huy niệm vào là con lẹo lưỡi luôn. Dạ, tại con mừng quá. Nam mô Bụt Tha Giá, con thành kính đảnh lễ đại đức huy niệm vừa quan lâm vào đạo tràng. Dạ, sa thú lành thai. Con thành kính, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Thanh Tâm đại đức Tuệ Nhẫn đã từ bi hoan hỷ tiên phong kệ kinh. Chúng Nhật Quỳnh kính cảm ơn Tâm Pháp Dung Nguyễn Minh Quách Thanh Lá, cô Ái Minh, chị Sương Mai, Xích Trần Đạo, Xích Đặng Đông đã hoan hỷ lên kệ kinh. Và con kính bạch là đại đức huy niệm. Và hôm nay là ngày của sư Minh Mẫn, nhưng mà sư bận sư không vào, chắc là sư hoán đổi với sư rồi, nên con sư cho con một tín hiệu để con thay đạo tràng. À, cung thỉnh sư ạ. À, khi cho con xin một tín hiệu bạch sư. Dạ rồi, sa thủ lành thai, con rất là tri, con xin thay mặt đạo tràng thành kính tri ân sư rất là nhiều. Nam mô Bụt Tha Giá, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời đổ mọc đặng nhờ ánh sáng, trổ hoa lành trai tạng mùi hương. À, con xin sám hối về đạo tràng. Pháp màu ánh sáng phi thường à, chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản à, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi. Quyết lòng mở đảo giải đời à, nhắm vườn lộc gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy thính giữ pháp từ. Đó là nhóm kiều trận như à, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp à, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chăng thôi không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân khổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian à, bởi nhân cơ tính rõ ràng. Thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni à, tối mê cầu được trí tri à, vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức huy niệm từ bi hoan hỷ đăng đàn, để chúng con được học từ vựng ý nghĩa và duyên sự cao pháp của kinh sổ 103. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn. Dạ, không biết Quỳnh Hoa Thanh Đá hay Xích Rạng Đông đã cho bài học. Dạ, bây giờ thì sư đã nghe được âm thanh con chưa bạch sư? Sư cho con một hiệu để con nhân, kính nhân mít đến sư. Dạ, sa thú lành thai. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính nhân mít đến sư ạ. À.
Tế lễ đại đức Minh Hạnh, đại đức Đại Nhẫn cùng chư tôn đức. Xin chào quý vị Phật tử trong lớp học. Ngày hôm nay sư sẽ giảng thế cho đại đức Minh Mẫn. Còn ngày thứ sáu thì đại đức Minh Mẫn sẽ sẽ giảng lại cái buổi hôm đó cho sư. Rồi bây giờ thì hôm nay chúng ta học cái ngôn pháp cú số 103. Trước khi bắt đầu vào phần từ vựng, chúng ta làm lễ tam bảo, sau đó mình sẽ đi vào buổi sinh hoạt của bài học ngày hôm nay. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn Bậc A La Hán đứng chánh đẳng giác. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ giáo pháp Đức Thế Tôn thuyết giảng, có công năng hướng thượng đưa đến sự lợi ích cho những ai có lòng tin và thực hành theo. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ ơn Đức Tăng Bảo, những bậc được truyền thừa và thực hành theo giáo pháp. Các ngài đã đạt được quả thánh hoặc còn phạm phạm của chúng sanh, phước điền của chư thiên và loài người. Chúng con xin làm lễ ba ngôi cao quý. Đây là ngôn pháp cú số 103 đã được Đức Thế Tôn ngày thuyết như sau. Yo sahasang sahasena sangame manusse chine e kancha ye yamata nang sabe sangha machutano. Lần thứ hai. Yo sahasang sahasena sangame manusse chine e kancha ye yamata nang sabe sangha Machutano. Lần cuối cùng. Yo sahasang sahasena sangame machuse chine ekancha yai yamatanang chay yamatanang save sangha machutano. Ở đây đầu tiên mình có đoạn là Yo saha sang sa se na sangame manusse chine. Saha sa có nghĩa là 1000. 1000 theo số đếm đó thưa quý vị. Ở đây được chia theo đối cách số ít, cho nên là saha sang 1000. Sahasang sahasena có nghĩa là 1000 nhân với 1000 nữa thưa quý vị, đó là 1 triệu. Cái từ sau đó, được chia theo sử dụng cách suy sahasena cũng là một nghìn luôn, nhưng mà ở đây 1000 nhân với 1000 là 1 triệu, ý nói đến con số là 1 triệu. Sangama từ này là một danh từ nam tánh. Sangama có nghĩa là chiến trường,
Do đây được chia theo định sở cách, cho nên là Sangame. Sangame có nghĩa là ở chiến trường. Manusha, Manusha, đây là một danh từ, có nghĩa là con người. Ở đây thì chia theo đối cách số nhiều, cho nên là Manusha, Manusha có nghĩa là các con người, nhiều người. Chine, đây là một động từ. Chine có nghĩa là có thể chiến thắng. Yo sahasang sahase na sangame manusse chine. Người mà có thể chiến thắng được 1 triệu người khác ở trên chiến trường. Đó là đoạn đầu tiên. Tiếp đến mình có ekancha, dây dân ác tà năng. Ê cá có nghĩa là một. Ở đây được chia theo đối cách số ít, cho nên là ê căng. Từ thứ hai ở đây đó là từ chay dăng. Từ này nó đồng nghĩa với cái từ ở trên chine, nó cũng là động từ, có ý nghĩa là có thể chiến thắng luôn. Atta năng chúng ta đã quá quen thuộc rồi, xuất phát từ danh từ nam tánh là Atta. Atta có nghĩa là bản ngã, bản thân mình đó. Ở đây được chia theo đối cách số ít, cho nên là Atta năng. Atta năng có nghĩa là bản thân mình. Ekancha, dây dân Atta năng. Nếu có thể thắng được bản thân mình, nếu có thể chiến thắng được bản thân. Rồi, đoạn cuối cùng là Save Sangha Machutano, Machutamo. V là một bất biến từ, có nghĩa là thất bại. Sangama, Sangama có nghĩa là chiến trường hay là trận địa. Chúng ta có căn căn trí ở đây trong cái từ Sangama. Sangama Chutano Tamo. Căn trí có nghĩa là chiến thắng, và tính từ Uttama có nghĩa là tối thượng, cho nên là Sangha Chuttamo. Thì cái nhóm từ này mang ý nghĩa là người chiến thắng tối thượng, là người chiến thắng tối thượng ở trên chiến trường. Rồi như thế thì chúng ta ghép lại Yo Sahasang Sahasena Sangame Manusse Chine Ekancha Yeyan Atanang Sabe Sangha Machutamo. Người nào có thể thắng được 1 triệu người ở trên chiến trường?
Nếu như có thể thắng được bản thân mình thì chính người đó mới là chiến thắng tối thượng. Chính người ấy mới là chiến thắng tối thượng. Rồi, ở đây Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu, Ngài dịch theo kệ ngôn như thế này. Dầu tại bãi chiến trường, thắng ngàn ngàn quân địch, tự thắng mình tốt hơn, thật chiến thắng tối thượng. Như vậy chúng ta đã xong được cái phần tưởng tượng rồi. Bây giờ đến phần viên sự. Trong phần viên sự này, Đức Phật Ngài thuyết hai câu kệ pháp cú là 102 và 103. Ngày hôm qua quý vị đã ngày hôm thứ hai thì chúng ta tự quyền chắc cũng đã có trình bày sơ về cái phần duyên sự của bài học rồi. Bây giờ sư lướt sơ qua rồi giảng tiếp cái câu pháp cú số 103. Trong phần duyên sự này nói đến sự việc của quý vị tỳ khưu ni tên là Kunda Lakesi. Thì lúc mà cô này ở còn đời sống tại gia thưa quý vị, thì trong thành vương xá đó, lúc đó cô vẫn là một cái vị tiểu thư, con của một nhà bá hộ. Đến cái tuổi cập kê thì lúc bấy giờ cô đã có để ý đến một cái anh chàng thanh niên, nhưng mà anh này lại hành nghề trộm cướp và đang bị dẫn đi để mà hành hình. Thì từ cái sự việc đã khởi lên cái lòng luyến ái như vậy á, lúc bây giờ cô mới bị tâm tư dày xéo, bỏ ăn bỏ ngủ. Sau khi tra hỏi thì những người ở trong nhà mới biết được là cô có cái tâm sự là đã luyến ái tính cái anh chàng thanh niên đó. Thế rồi cái ông bá hộ là người cha mà, vì lòng thương con cho nên lúc bấy giờ đã dùng tiền để mà mua chuộc và gỡ tội cho người thanh niên đó thoát khỏi tội chết. Sau khi hai người đã trở thành phu thê với nhau thì cô này cũng sống rất là tốt thưa quý vị, cũng làm đủ những cái phận sự của một người vợ. Tuy nhiên cái anh chàng thanh niên này thì chứng nào tật đó, do cái xu hướng mà đã quen suy nghĩ theo cái lối ăn chơi rồi bất thiện rồi đó, thì đến một lúc anh mới có khởi lên một cái ý niệm là bày ra một cái tình huống để nhằm chiếm đoạt những cái nữ trang tài sản của người vợ hồng để mà phục vụ cho những cái dục vọng của chính bản thân mình. Thế rồi anh mới bày ra một cái sự việc là muốn đi đến cái nơi mà trước kia anh bị hành hình nhưng mà thoát chết, để mà trả cái cúng những cái lễ vật để mà trả cái ơn đối với những vị thiên nhân đó. Cho nên anh đã thổ lộ với người vợ như vậy. Thế rồi hai vợ chồng bèn chuẩn bị những cái lễ phẩm để mà đi đến đó. Nhưng mà sau khi đã đến nơi rồi
thì người chồng bắt đầu lộ diện. À, thế rồi cô đã có những cái lời van xin bằng đủ mọi cách, chẳng hạn như là đồng ý để cho người chồng của mình lấy hết những cái tài sản, chỉ cần tha cho cái sinh mạng thôi, được sống tiếp thôi. Tuy vậy, anh chàng thanh niên đó cũng vẫn không có từ bỏ những cái ác ý. Mới nghĩ rằng nếu như mà trường hợp nhưng mà mình lấy tư trang mà vẫn để cho cổ sống, thì cổ quay về cổ sẽ làm lộ cái thông tin, và như vậy mình cũng sẽ không được yên ổn. Cho nên ảnh quyết định là phải diệt cỏ tận gốc. Thế rồi sự việc cảm thấy không thể nào cứu vãn được, thì lúc đó cái cô gái đã nhanh trí khởi lên cái suy nghĩ kéo giãn cái thời gian để tìm cái thời cơ tiêu diệt cái anh chàng thanh niên đó, tức là người chồng của mình. Bởi vì cái tình huống nó đã đi đến cái sự việc không có thể nào mà dùng cái lời lẽ để mà khuyên bảo người bạn đời của mình được nữa rồi. Cho nên chỉ còn có cách cuối cùng thôi, để mà bảo toàn cái sinh mạng cho chính bản thân mình. Thế rồi cô đã lừa được người chồng của mình và đẩy anh xuống vực, thưa quý vị. Sau khi người bạn đời của mình đã chết rồi, thì cô mới nghĩ đến cái việc là bây giờ nếu mà quay trở về thì cũng không ổn. Bởi vì cái sự gạn hỏi của gia đình, thì lúc đó mình cũng sẽ không biết ăn nói làm sao để mà thoát tội. Chính vì vậy mà cô mới nghĩ đến cái chuyện là thôi bây giờ phải bỏ đi, bỏ đi, tìm một cái nơi nào đó để mà thẩn thân tu hành. Và rồi cô gặp được một cái nhóm người ngoại đạo, họ cũng có biết được cái phương pháp tu tập dưới hai cái hình thức. Cái hình thức thứ nhất đó chính là tu tập những cái đề mục để mà làm cho tâm được đắc định. Và cái cách thứ hai mà họ tu đó chính là cái học theo cái cách biện luận. Thế rồi cô đã quyết định học theo cái cách biện luận và nằm lòng tất cả những gì mà mình đã thọ trì, và trở thành một cái người nữ có tài biện luận, rất là tài ba. Sau khi đã đi hết từ nơi này qua nơi khác để mà thách thức những nhà biện tài, đạt được cái sự chiến thắng, thì đến một hôm đó, thưa quý vị, duyên lành đã đến. Cô đã gặp được trưởng lão Xá Lợi Phất. Thì sau khi đã trả lời tất cả những câu hỏi của cô gái, thì lúc bây giờ cô mới nói rằng trưởng lão Sariputta mới nói rằng nãy giờ tôi đã trả lời hết tất cả những cái câu hỏi vấn nạn của cô rồi, bây giờ tới phiên tôi. Trong kinh đề cập, trưởng lão mới hỏi một cái câu về danh pháp ở trong phần của A Tỳ Đàm, thưa quý vị. Thì cô này cô đâu có biết, không thể nào trả lời được. Sau khi tự nhận thức được rằng có những cái chuyện mà mình vẫn chưa hiểu biết hết, thì cổ mới xin thỉnh ngài Xá Lợi Phất rằng hãy hoan hỷ cho cổ một cái câu để mà cổ thọ trì. Ngài Xá Lợi Phất ngài mới nói rằng là ngài chỉ có thể truyền đạt cho cái người đồng đạo mà thôi. Thế rồi cô đã đồng ý, cô đồng ý gia nhập với tăng đoàn, và trưởng lão Xá Lợi Phất đã dẫn cô về ni viện để mà thọ giới xuất gia. Sau khi đã thọ giới trong một khoảng thời gian không lâu, thì với cái sự tu tập cô đã thành tựu được quả vị vô lậu với tứ tuệ phân tích. Về sự việc của cô cũng đã được các đồng phạm hạnh bàn tán
về hai lĩnh vực. Thứ nhất là về lĩnh vực những bạn đồng phạm hạnh bàn tán rằng cô không có học pháp nhiều nhưng mà có thể thành tựu được cái mục đích của đời sống phạm hạnh. Như vậy đó cũng là một chuyện lạ. Thì y cứ vào cái điều đó, thưa quý vị, Đức Thế Tôn ngài mới thuyết cái kệ ngôn bất phú số 102, dù nói 100 câu mà không có ý nghĩa thì cũng không bằng một câu sau khi nghe xong được cái sự tịnh lạc đó, đó là để giải quyết cái lời bàn tán này. Còn có một sự việc khởi lên nữa từ câu chuyện của cô đối với trong hàng ngũ của tăng chúng, đó chính là bàn tán đến việc mà cô đã có sự nhanh nhạy để mà tuy chỉ là sức nữ yếu thôi nhưng mà có thể bảo toàn được sinh mạng của mình và tiêu diệt được cái người bạn đời có cái tà tâm. Thế rồi Đức Thế Tôn ngài cũng y cứ vào cái sự việc này để mà ngài thuyết lên kệ ngôn pháp cú. Đó chính là dầu tại bãi chiến trường thắng ngàn ngàn quân địch, tự thắng mình tốt hơn, tập chiến thắng thắng tối thượng. Sau khi đã nói xong kệ ngôn pháp cú ở cuối thời pháp thì có nhiều vị tỳ khưu thành tựu được thánh quả, nhất là quả vị Tu Đà Hường. Đó là cái phần duyên sự của quý vị sư nói tóm tắt cái ý nghĩa vào những cái điểm chính cho chúng ta phần nào chúng ta nắm bắt được cái lý do tại sao có hai câu kệ ngôn pháp cú số 102 và 103. Rồi bây giờ thì tiếp theo mình nói đến chút về vài điều có liên quan đến trong cái phần duyên sự. Chờ sư tí xíu. Thưa quý vị, thông thường dưới cái nhìn của phàm phu chúng ta ưa bị vướng phải vào một cái điều mà chính bởi cái điều đó làm cho mình không có thấy được cái sự nguy hiểm, thấy được cái sự sợ hãi đối với sanh tử. Đó chính là mình chỉ có phần lớn mình hay nhìn vào những cái mà mình được lắm. Mình hay để tâm đến cái đó nặng hơn. Và chúng ta lại quên đi những cái mà mình phải chịu, những cái mà mình phải bị, những cái mình phải bị. Điều này thật ra nó cũng không có gì là lạ cả. Bởi vì tại sao lại như vậy? Bởi vì cái khuynh hướng của tâm tham đó, thưa quý vị, khuynh hướng của tham ái bao giờ nó cũng mong muốn, bao giờ nó cũng hy vọng cái mà nó muốn có được thôi. Cho nên nó hay để ý đến cái chuyện đó. Chính vì vậy mà nó lãng quên đi những cái nguy hiểm, nó luôn luôn nó trực chờ sẵn đối với mình. Nói thật với quý vị, ở bất cứ trong một cái bối cảnh nào, trong cái cuộc sống của mình, nó bao giờ nó cũng có cái sự hiện bày của hai mặt. Hễ có người được thì phải có người mất. Cái này là nguyên tắc của nó. Có người vui thì sẽ có người buồn. Chẳng hạn như chúng ta nói một cách đơn giản như thế này thôi. Khi mình buôn bán, thưa quý vị, tuy là mình không có làm những cái nghề tội lỗi để mà tầm cầu tài sản cho bản thân, tuy nhiên
Mình không có ngờ rằng cho dù là như vậy thì trong những cái đồng lời của mình đối với cái việc mình buôn bán kinh doanh vân vân, thì những cái mà mình được á, được lợi đó đó, nó từ đâu mà nó ra? Thật ra khi mà có một người được lợi thì đồng nghĩa với có một người bị bán lỗ vốn. Này là chắc chắn nó phải như vậy thôi. À, nhưng mà có điều mà là do bởi cái sự tầm cầu của mình á, nó không có hại người, nó không có hại người, nó không có ác ý, nó được nhiều người người ta chấp nhận và công nhận, cho nên được xem như là hợp lệ vậy thôi. Nhưng mà kỳ thực xét trên cái khía cạnh của luân hồi, thưa quý vị, thì hễ cho dù bất cứ một cái hình thức nào, nhưng mà chúng ta có được một cái gì đó thì đồng nghĩa với sẽ có một cái người người ta mất một cái gì đó. Và chính bởi việc đó nó đã tạo nên cái sự đau khổ cho những cái người khác. Thật sự là như vậy, thật sự là như vậy. Kể cả trong những cái lĩnh vực như là chuyện tình cảm cũng vậy nữa, thưa quý vị. Chuyện tình cảm cũng vậy. Rồi trong cái công việc mà mình đi làm với đồng nghiệp, vân vân, vân vân, thì chúng ta thấy một khi có những ai được cái gì đó, tại sao lại có những người người ta lại ganh ghét, người ta đau khổ? Bởi vì cái mà mình được đó, thú vị, nó đều là đối tượng, cái đối tượng của tâm tham. Mà trong khi tất cả mọi người chúng ta mà thể mà còn tâm tham, nghĩa luôn luôn có một cái sự giành giật, tranh giành ở trong đó, bất kể dưới hình thức nào, bất kể dưới hình thức nào, cho dù với một cái hình thức trơn tránh đi nữa thì nó vẫn là coi như là mình cũng tước đoạt đi cái điều tốt đẹp mà người khác người ta cũng đang nhìn nó đấy, nhìn nó đấy. Cho nên chính vì vậy mà phải nói rằng hễ mà mình còn có mặt ở trong sanh tử đó, thưa quý vị, thì phải nói là có rất nhiều chuyện xảy ra, rất nhiều chuyện rất là phức tạp xảy ra. Kể cả mình có sống tốt đi nữa cũng không có hẳn, không có chắc là mình sẽ được cái sự an toàn ở trong đó. Bằng chứng là ở đây chúng ta thấy rằng cái cô Tỳ Khưu Ni này khi mà còn ở đời sống tại gia, nếu tính theo cái cư xử ở đời thì cổ là người có ơn với cái anh chàng thanh niên đã từng cứu ảnh một mạng. Hơn nữa cổ cũng là người có xuất thân từ cái gia đình bề thế chứ không phải nghèo nàn, cho nên anh này ở rễ là cũng giống như là chuột sa hũ nếp rồi, chỉ còn muốn gì nữa. Rồi hơn nữa cổ không phải vì đó mà kiêu ngạo để mà ra vẻ ta đây là bà chủ lớn trong căn nhà để mà hà hiếp người chồng, mà ngược lại cô vẫn làm theo cái phận sự của một người vợ đúng mực. Nên giống như anh này là coi như là anh giống như buồn ngủ mà gặp phải chiếu manh rồi chứ còn. Tuy nhiên trên thực tế chúng ta thấy rằng do cái nghiệp lực như thế nào không biết hả, mà hễ còn dính dáng đến coi như là sanh tử đó, quý vị, mình sống tốt vậy đó cũng đâu có được đối đãi, đâu có chắc rằng sẽ được đối đãi là một cách tử tế, không có đó. Người ta vẫn có thể người ta dùng những cái vì cái tâm tham, tham vọng của người ta, người ta sẽ không nhìn đến những cái, không có nghĩ đến những cái điều tốt của người khác làm cho mình để có được cái điều mà họ mong muốn, thì họ bất chấp thủ đoạn, họ bất chấp thủ đoạn. Thật sự là như vậy, đúng không? Cho nên
Cái điều thứ nhất mà chúng ta có thể thấy được từ cái duyên sự của cái bài học này, thưa quý vị, một cái vấn đề đó chính là thế mà mình còn sanh tử thì sẽ có những cái tai ương, những cái chuyện rắc rối đau lòng nó xảy ra đối với mình. Và cái nguyên nhân nó nằm ở chỗ nào, thưa quý vị? Nguyên nhân nó cũng chỉ nằm ở cái lòng tham của chính bản thân mỗi người mà ra thôi, nằm ở ngay tại chỗ đó thôi. Và từ cái ham muốn cá nhân của mỗi người á, thì lúc bây giờ nó sẽ sản sinh ra nhiều những cái thủ đoạn độc ác để mà chiếm đoạt cũng có. Chính vì thế mà điều này khi mà mình nghĩ đến á, nó cũng làm cho chúng ta bớt đi cái sự ham muốn tranh đua đối với cuộc đời, đối với cuộc đời. Thế mà còn dính vào những cái điều này á, thưa quý vị, dính vào gọi là sự tranh giành á, tranh giành là sẽ có người sức đầu mẻ chán, đó là nhẹ. Còn nếu mà nặng á thì sẽ có người tử vong, sẽ có người tử vong. Đó là chuyện thứ nhất. Vấn đề thứ hai á, là cái đời người á, thưa quý vị, nó sẽ có một cái cơ hội để cho mình chuyển hóa. Cái vấn đề quan trọng nằm ở cái chỗ là mình có đủ những cái nghiệp và duyên lành để mà thành tựu được cái điều đó hay không, nó nằm ở chỗ đó rồi. Cho nên chúng sanh mà còn bị vô minh á, chưa có được gặp giáo pháp á, thưa quý vị, thật ra mình giống như là người mù, mình không biết đường, mình mò, mình cứ mò mẫm đi tầm bậy tầm bạ. Nếu mà được cái chỗ nào mà nó không phải gặp phải hang hố hay là ổ voi ổ gà gì đó thì lúc bây giờ chúng ta an toàn được chút. Nếu như mà xa chân lỡ vật, gặp phải những cái nơi nguy hiểm do mình đuôi mắt mình không có thấy đường, mình không có thấy con đường để mà đi, lúc bây giờ chúng ta bị đau khổ, chúng ta bị đau khổ. Cho nên có thể nói rằng là cái việc được gặp những bậc hiền trí và nhất là được nghe diệu pháp đó, đúng không? Đó là một cái bước ngoặt, đó là một cái bước ngoặt thay đổi rất là lớn. Nói theo một cái cách thức khác, nó cũng giống như là một cái sự tái sanh của chính mình. Quý vị có biết rằng đối với cái việc tái sanh của mình, nó có đến ba hình thức rồi, quý vị. Nó có ba hình thức. Thứ nhất là mình sanh ra theo cái hình thức là coi như là sanh đẻ, như là thai sanh. Cái đó là nói theo cái mặt vật lý. Cái hình thức thứ hai đó chính là gọi là thiện sanh. Thiện sanh ở đây muốn ám chỉ đến là một người khi mà người ta đã gặp được chánh pháp á, gặp được những bậc hiền trí á, thì cuộc đời của người ta nó sẽ thay đổi qua một cái đạo lộ khác. Ở đây cái đạo lộ đó chính là đạo lộ của thiện pháp, đạo lộ của thiện pháp. Người mà gặp được Phật pháp tăng đó, thưa quý vị, có quy tam bảo, được nghe chánh pháp, lúc bây giờ họ sẽ biết được rạch ròi đường nào nên đi và đường nào không nên đi, lý do tại sao mình đã bị đau khổ và lý do tại sao mình sẽ hết đau khổ. Cái trường hợp thứ hai gọi là thiện sanh. Cái trường hợp thứ ba đó chính là thánh sanh muốn ám chỉ đến đối với trường hợp của bốn vị thánh: bậc Hữu Học Tu Đà Hường, bậc Tư Đà Hàm, bậc A Na Hàm và bậc A La Hán. Và chỉ khi nào chúng ta lọt vào được trong cái ý dòng thánh thì được xem như là mình đã qua một cái hình thức khác của cuộc sống.
cái hình thức khác của cuộc sống một cách chắc chắn rồi, cách chắc chắn rồi. Cho nên trong cuộc đời của mình, thưa quý vị, nó có tổng cộng ba cái cách thay đổi, ba cái cách để mà gọi là mình được sanh ra, hồi sinh lại đó. Trường hợp thứ nhất là đa phần ai cũng có hết, có hết. Nhưng mà cái trường hợp thứ hai là đã hiếm rồi, trường hợp thứ hai đã rất là hiếm rồi, thiện sanh, thiện sanh. Ở trường hợp thứ ba lại càng khó hơn, càng khó hơn. Cho nên quý vị thấy không, trong cuộc đời này, cho dù một người như thế nào, sư thấy phần lớn nha, phần lớn tất cả những người giàu cho họ có thành công cỡ nào ở trong đời, nhưng mà cuối cùng á, ở cuối cuộc đời á, cũng phải coi như là đi vào để mà diện kiến Đức Phật, diện kiến Đức Phật. Chính vì vậy mà tại sao vậy, thưa quý vị, tại sao vậy? Bởi vì gần chết rồi, gần chết lúc bây giờ mình sợ, mình sợ, mình sợ chết, bây giờ mình phải đi kiếm cái nơi nương tựa để cho được yên ổn. Thế nên cái người già người ta đi chùa nhiều hơn người trẻ là vậy đó, đúng không? Rồi kể cả người ác cũng vậy, thưa quý vị. Người sống ác ở đời á, thì họ do nội tâm của họ không có được yên ổn, càng về xế chiều họ càng sợ hãi. Thậm chí ngay trong cái đời sống mà lúc mà họ còn khỏe mạnh, cái tâm cũng bất an. Nên người ta phải đi kiếm một cái điểm tựa nào đó để làm những cái chuyện hồng nó giảm nhẹ những cái sự áy náy với những cái điều xấu mà họ đã từng làm. Hoặc là nếu như mà về xế chiều thì họ đi chùa thường xuyên, dùng cái tài sản mà mình đã làm đã bất chính, đúng không? Để làm những cái công đức cho nội tâm của mình nó được nguôi ngoai. Rồi lúc bây giờ cũng cận kề cái chết rồi, nên lúc đó mình phải sợ. Chính vì vậy mà có thể nói rằng, dù trong bất kỳ trường hợp nào, thành công hay thất bại trong cuộc đời này, chung quy cuối cùng chúng ta cũng phải tự đối mặt với thiện và ác ở trong lòng của mình. Và cái người mà có, cái người mà có khả năng chỉ ra được cho mình thấy điều đó, đó chính là Đức Phật và giáo pháp. Và với tăng chúng, khi chúng ta đã thấy được cái điều này, thưa quý vị, nó cũng giống như cái sự tái sanh thứ hai của mình, chỉ cho mình thấy ra được con đường. Lúc bây giờ mình hết hoang mang, mình hết lo sợ, mình hết rầu rĩ, mình có thể gác bỏ được những cái vết đau ở trong quá khứ của mình qua một bên, để tiếp tục bước đi ở một cái đạo lộ mới của cuộc đời. Cho nên đây là một điều mà chúng ta thấy, cái số lần mà mình được gặp chánh pháp á, trong sanh tử luân hồi, thưa quý vị, đó chính là những cái lần rất là may mắn của chính bản thân. Bởi vì tại sao? Vì chính những lần đó có thể nói rằng là cơ hội để cho mắt của mình có thể nhìn thấy rõ ra đâu là con đường có thể đạt đến được cái sự an vui thật sự, và đâu không phải là con đường đó. Và cũng chính vì những lần mà mình có những duyên lành được gặp Phật Pháp Tăng đó, thưa quý vị, đó mới là những cái cơ hội để cho chúng ta có thể thực hành và tích lũy, bồi bổ nhiều những cái công đức rất là tối thượng, rất là tối thượng. Chúng nên nhớ rằng á, tại sao có những cái trường hợp những vị thiên nhân á, họ cũng cùng chung ở trên một cái cõi trời, phước báu của họ, họ làm trong một cái khoảng thời gian có thể là 10.000 năm làm cái công đức, nhưng mà cũng không bằng là cúng dường một cái vật rất là đơn giản đến những đối tượng thanh tịnh. Đó là vì cái ân đức của đối tượng mà mình làm phước, và trong những cái thời kỳ đó, nó có cái sự cao thấp khác nhau.
đối xử cao thấp khác nhau. Cho nên nói về việc làm phước thì chúng ta được có duyên gặp được những bậc giác ngộ, giáo pháp và hội chúng đệ tử của Đức Thế Tôn. Đó là cơ hội để mình tạo trữ nhiều cái công đức thù thắng, phước vật, phước đức và phước trí, vì có thể tưởng tượng như thế này, về phước vật thì thôi khỏi phải bàn, cái đối tượng cúng dường nó chênh lệch về cái ân đức quá lớn, cho nên nó đưa đến cái kết quả cũng khác nhau. Về phước đức đó, thưa quý vị, trong những cái thời kỳ mà không có giáo pháp, thưa quý vị, có ai đâu mà chỉ cho mình cái cách để mà giữ giới, thưa quý vị, bởi vì chính bản thân họ cũng mù y chang mình, họ cũng đâu có biết đâu là những điều cần phải làm, những điều cần phải từ bỏ đâu. Nên làm gì có ai mà coi như là chỉ dạy cho mình về năm giới, rồi bát quan trai, rồi vân vân, hoặc là sa di giới, hoặc là cụng túc giới, làm gì có ai chỉ cho mình mấy cái đó. Đó. Cho nên về việc bồi bổ về đức độ của mình trong những thời kỳ của giáo pháp nó cũng thuận hơn. Chưa nói về trí tuệ nữa. Trí tuệ nữa. Cùng lắm trong những thời kỳ khác đó, chúng ta chỉ coi như là hiểu biết được một vài những sự việc cũng thuộc trong lĩnh vực chân lý, nhưng mà nó thiên về thế gian pháp thôi. Nó thiên về thế gian pháp thôi. Mà cái gì mà thiên về thế gian pháp đó, thưa quý vị, thì nó vẫn còn trong cái vòng xoay của tham ái. Đó. Riêng trong trường hợp mà được gặp chánh pháp của bậc chánh đẳng giác đó, thì chúng ta có thể được nghe diệu pháp sắc tham ái. Không những chỉ cho mình cái cách tạo phước không thôi, hiểu biết được những cái sự việc, điều nào có lợi, điều nào không có lợi, làm thế nào để mà thực hiện những cái công đức một cách cho nó được hoàn mãn, thậm chí có thể cho mình thấy được những cái chân tướng bản chất của các pháp hữu vi, và có thể đạt đến được cái trí tuệ viên mãn giải thoát luôn. Có thể đạt đến được cái phát sanh được cái loại trí tuệ như vậy. Và chính vì thế mà ở trong phần duyên sự chúng ta thấy rằng cái cô này á, khi mà được gặp ngài Xá Lợi Phất á, là cổ đã bước qua một cái bước ngoặt mới rồi, thiện sanh. Cổ đã khởi tâm coi như là xin được xuất gia để mà học đạo, và sau khi xuất gia học đạo cổ đã thành tựu được cái quả vị A-la-hán. Rồi bây giờ xin nói một chút thêm về cái ngôn pháp cú trong vòng 5 phút đồng hồ nữa là cũng vừa phải lẽ. Ở đây Đức Thế Tôn ngài dạy rằng đó, dầu cho mình có chiến thắng kẻ địch bên ngoài hàng nghìn cũng không bằng chiến thắng bởi tự thân, bản thân mình. Đối với sanh tử luân hồi, thưa quý vị, chẳng qua nó chỉ là, nó giống như là một cái bập bênh á, lúc lên và lúc xuống mà thôi, lúc lên lúc xuống mà thôi. Cho nên chính vì thế mà cái việc hơn thua, thắng thua ở đời á, thưa quý vị, chúng ta có thể thắng được ở trong những cái hoàn cảnh này, nhưng mà chúng ta vẫn có thể thất bại trong hoàn cảnh khác. Khi mà mình còn sức mạnh, còn có phước báu, còn có đủ điều kiện, thì lúc bây giờ chúng ta được xem như là chúng ta thắng người khác, hơn người khác. Nhưng mà mình đừng có quên rằng đó, cũng có người khác, người ta cũng hơn mình ở những lĩnh vực này. Nên chính vì thế mà cứ suốt ngày cứ qua lại như vậy hoài, cứ qua lại như vậy hoài mà thôi. Chỉ có một cái cách thức được xem như là nó vượt qua được cả việc hơn thua, thắng thua ở đời, thì cái sự hoàn tất đó, cái sự chiến thắng đó mới thật sự là sự chiến thắng cần phải có, cần phải đạt đến. Đó chính là nhiếp phục được, chiến thắng được chính bản thân mình. Ở đây nói rõ hơn là những cái loại phiền não của mình đó, và nhất là cái dục vọng của bản thân. Thông thường mình hay không nhìn ra được cái nguyên nhân gốc, thưa quý vị. Quý vị có biết rằng ở trong cái bối cảnh xã hội nó có những cái sự việc trong một cái tổ chức,
mà người ta coi như là khi một cái vấn đề nó xảy ra bất trắc, rồi khi mà họ truy cái nguồn gốc đó, ví nguồn gốc, cái tổ chức này đổ lỗi cho cái tổ chức khác, và cứ như vậy à, cái tổ chức nào cũng có một cái lời giải thích nghe ra dường như rất là hợp lý và không phải chịu trách nhiệm, rồi cuối cùng cứ đổ lỗi vòng vo, rồi cuối cùng giống như cái lỗi đó không có ai có hết, không ai có hết, chúng ta thấy không? À, tuy nhiên để giải thích cho điều đó thì họ vẫn đưa ra một cái nguyên nhân rất là hợp lý và đùng đẩy qua cho một cái nơi khác. Thật ra thưa quý vị, nếu mà truy ra cho cùng á, tất cả những cái sự đau khổ ở trong cuộc sống này, từ cái việc mà mình hơn thua rồi như thế này như thế khác, từ cái dục vọng của mỗi cá nhân, của mỗi cá nhân mà ra hết. Có những cái cuộc chiến tranh đó thưa quý vị, cái nguyên nhân sâu xa nó xuất khởi chỉ vì cái lòng tham của một con người thôi, mà họ điều động làm ảnh hưởng hết tất cả những người khác, thậm chí đến cả một quốc gia. Có những chuyện như vậy, họ đưa tay ra, họ dàn dựng để mà che mắt, rồi điều khiển, rồi chi phối, tất cả từ xuất khởi từ lòng tham của cá nhân của một con người, mà nó đưa đến hàng loạt những người khác dính vào trong đó, à, dẫn đến cái sự khổ. Dĩ nhiên là những người khác cũng có đồng tình và với họ thì mới nằm ở trong cái con đường đó. Nên chính vì vậy mà ở đây thưa quý vị, cho dù mình có hơn thua ở đời á, trong sanh tử á, thật ra không bao giờ mà có được một cái sự chiến thắng mỹ mãn được hết. Bởi vì cũng sẽ có lúc mình cũng thất bại đó à, chứ không có phải thắng hoài đâu. Chỉ có cái sự nhiếp phục chính bản thân mình, dẹp đứt hết tất cả những cái nguyên nhân để sản sinh ra những cái rắc rối ở trong cuộc đời này, cái sự dẹp yên đó, cái sự dẹp yên đó mới chính là hoàn toàn chấm dứt mọi hơn thua ở đời. Thì chính cái việc đó Đức Thế Tôn là dạy, đó mới thật sự là người toàn thắng. Người toàn thắng, bởi vì đối với người đó nó không còn một cái gì mà có thể chi phối được người đó, trong lôi kéo được vào trong cái dòng gọi là hơn thua thắng thua ở đời, thì người đó mới được gọi là những người chiến thắng hoàn toàn, không bị dính vào. Mà hễ còn dính vào là sẽ còn thua, sẽ còn thắng, sẽ còn thua, sẽ còn như thế này như thế khác. Rồi, đó là cái ý nghĩa của bài học kệ ngôn pháp cú ngày hôm nay á thưa quý vị. Bây giờ sư xin chấm dứt ở đây vừa phải lẽ rồi. Phần còn lại xin mời lớp học chúng ta hồi hướng công đức cho lớp học được hoàn mãn. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, Sa Thu Lạnh Thai. Chúng con thành kính tri ân đại đức Huy Niệm đã chiết giảng từ dự thuyết giảng nhân sự và ý nghĩa câu pháp cú số 103 cho hàng Phật tử chúng con hiểu rõ. Chúng con nguyện cố gắng hành theo những lời Phật dạy, hầu thoát khỏi tử sanh luân hồi. Sau đây chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho đạo tràng, cho chúng con được tròn đủ phước báo. Kính dân mít đến sư. Vato sapa mangalang rakhan tu sape de gota sapa buddha nu va vena sara sate puan tu te. Vato sapa mangalang rakhan tu sape de gota sapa dhamma nu va vena sara sate puan tu te. Vato sapa mangalang rakhan tu sape de gota sapa sangha nu va vena sara sate puan tu te. Tất cả hạnh phu hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng các sự thánh lễ thường thường đến người, cầu xin cho quả có tâm tính thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú là